Ok, chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai nước đi đặc biệt khác của cờ vua. Đó là nước đi Nhập Thành và nước đi Bắt Tốt Qua Đường. Chúng ta sẽ đến với nước đi Nhập Thành trước. Ở trên hình chúng ta thấy là ở đây mình giả sử mình bỏ đi hai tốt vì giả sử là hai bên đã lên tốt và phát triển tượng Mã Hậu lên. Ở dưới thì chỉ còn lại vua và xe. Bây giờ nước đi Nhập Thành nó sẽ diễn ra như thế nào? Ở nước Nhập Thành này thì quân vua sẽ nhảy hai ô. Chúng ta biết là quân vua bình thường thì chỉ nhảy được một ô. Tuy nhiên trong nước Nhập Thành thì vua có thể nhảy hai ô. Và quân xe thì nó sẽ được đổi chỗ với quân vua và đứng cạnh ngay quân vua. Chúng ta thấy quân xe đang ở ô H1, nó đổi chỗ cho vua đứng ở ô F1 và quân vua thì từ E1 nhảy vào G1. Thì đây chính là Nhập Thành. Mục đích của nước Nhập Thành là để cho vua an toàn. Và vị trí ở bên tay phải này chúng ta có Nhập Thành ở cánh vua. Và ngược lại, chúng ta Nhập Thành ở bên phía tay trái, đó là Nhập Thành cánh hậu. Thì vẫn như vậy, quân vua sẽ nhảy hai nước. Và quân xe thì sẽ đứng cạnh vị trí của quân vua. Như chúng ta thấy, thì ở đây gọi là Nhập Thành xa. Và bên đen cũng như vậy. Bên đen vua cũng nhảy hai nước. Và quân xe sẽ đổi chỗ và đứng cạnh quân vua. À, vì đây là nước đi đặc biệt, cho nên có một số cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải nhớ nếu muốn thực hiện nước đi này. Đầu tiên đó là chúng ta biết là muốn nhập thành thì quân vua và quân xe phải chưa được di chuyển, tức là chúng ta chưa được đi quân vua hay là quân xe. Ở đây giả sử chúng ta đi lên vua D2 vì mà lý do gì đó, sau đó lại quay trở lại E1 thì đây được tính là quân vua đã di chuyển, và khi vua đã di chuyển thì sẽ không nhập thành được. Tương tự như vậy là quân xe cũng sẽ phải đứng ở vị trí H1 và nó chưa được di chuyển thì mới có thể nhập, chúng ta mới có thể được nhập thành. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta không thể nhập thành khi mà quân của đối phương nó kiểm soát cái đường nhập thành của chúng ta. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta giả sử đen đi tượng vào ô C4. Chúng ta thấy là tượng đen đã kiểm soát ô F1, hay nói cách khác là nó đã kiểm soát cái đường nhập thành của vua trắng. Và khi có quân kiểm soát một trong hai ô là F1 hoặc G1, tức là nó kiểm soát cái đường nhập thành thì trắng sẽ không thể nhập thành được. Và ở trên hình chúng ta thấy là bên trắng không thể nhập thành được ở cánh vua mà nó buộc sẽ phải nhập thành ở cánh bên này là cánh hậu. Thì đây chính là cái điều kiện thứ hai của nhập thành, đó là không được có quân của đối phương kiểm soát đường nhập thành. Và một nguyên tắc thứ ba trong nhập thành đó là gì? Đó là muốn nhập thành thì chúng ta phải cầm quân vua trước. Quân vua sẽ đi hai nước trước. Sau đó thì quân xe sẽ đứng cạnh. Nếu các bạn mà cầm quân xe trước thì các bạn sẽ phải đi xe, tức là quân xe sẽ phải đi ra B1, C1 hay là D1 chứ không được nhập thành. Đây là cái trường hợp mà nhiều người hay bị mắc phải. Và tất nhiên là chúng ta có thể cầm đồng thời hai quân. Cầm đồng thời hai quân, cầm cả xe và vua di chuyển nhập thành. À, một điều nữa đó là khi vua đang bị chiếu thì sẽ không được nhập thành. Chẳng hạn như chúng ta vua đang bị hậu chiếu thì chúng ta không thể di chuyển bằng nước nhập thành được, mà chúng ta sẽ phải lên hậu để chắn lại, sau đó chúng ta mới nhập thành. Chứ không thể nào mà vừa đi vua mà vừa nhập thành. Thì nước này là sai sai luật. Thì đây chính là nước nhập thành, một nước đi đặc biệt của quân vua.